Đây là nhãn là màu vàng, còn nhôm ở xung quanh đây là màu đen, và cao su là màu xám. Và nốt tăng âm lượng và nốt bật và nốt giảm âm lượng là màu nâu các bạn ạ, màu nâu vàng. Đây là pin này các bạn ạ, đây là nốt pin này. Xem xong bây giờ tắt rồi. Bảo rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rất là chắc chắn và đẹp đẽ luôn các bạn nhé. Loa này to lắm các bạn ạ. Loa này công dụng của nó rất là to luôn các bạn ạ. Rất là nhỏ gọn. Cắm nền như chiếc điện thoại này các bạn ạ. Cắm sạc và rút sạc chúng ta để ở đây nha các bạn nhé. Các bạn ơi, như vậy là video mình kết thúc rồi nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.